7 chữ này có thể làm vốn liếng cho cuộc đời của bạn. Kính thưa quý vị, sẽ có không ít những gập ghềnh, những sai lầm, những vấp ngã, từ đó cho chúng ta những bài học quý giá. Thế nhưng, nếu có 7 chữ sau làm vốn liếng, mang theo trên hành trình cuộc đời, thì chắc chắn bạn sẽ trở thành người hạnh phúc và đạt được những bước tiến như mong đợi. Cùng lắng nghe quý vị nhé! Làm người có thể 100 lần thua, nhưng không thể 1 lần thua sạch. Tối thiểu, cũng phải giữ lại cho mình một chút vốn liếng sau cùng. Để tránh khỏi những tổn hại trên đường đời thiên biến vạn hóa, dưới đây là 7 điều không thể thiếu. 1. Nhẫn. Nhẫn không phải là chịu đựng một cách tủi nhục, càng không phải là hành vi của kẻ yếu đuối, sợ hãi. Nhẫn ở đây chính là năng lực của người đại trí. Từ xưa tới nay, nhẫn luôn là triết lý của cuộc sống, là bài học bắt buộc cần rèn luyện mãi trong đời mỗi người. Sự vĩ đại và sâu sắc của các bậc thánh nhân xưa nay phần lớn đều dựa vào một chữ nhẫn. Cổ ngữ có câu, việc nhỏ không nhẫn, việc lớn khó thành, cũng không nằm ngoài ý nghĩa ấy. Người không biết nhẫn, ắt chẳng thể làm nên việc lớn. 2. Ẩn. Một người lúc nào cũng thể hiện ra sự nhanh nhạy, thông minh vượt trội thì khó được người khác tiếp nhận, thậm chí đôi lúc còn đánh mất đi sự tín nhiệm. Khi gặp trở ngại, khó khăn, họ cũng sẽ thiếu đi sự chỉ bảo của người khác, có lúc còn bị ganh ghét đố kỵ. Vậy nên xưa nay, người có thực tài thì không khoe bản lĩnh, luôn biết ẩn tàng đúng thời điểm. Họ thường che giấu năng lực của bản thân, chỉ thực sự bộc lộ bản lĩnh trong thời khắc quyết định. Có nhà thơ tên Đường Phong từng nói một câu, ngẫm ra thì rất có đạo lý. Cao nhân không lộ tướng, hiền đức chẳng khoe mình. Người càng có tài càng che giấu thân phận, bậc đại đức lại càng chẳng bao giờ hợm hĩnh, kệ tài, khoe mẽ bản thân. 3. Phòng. Có câu, tâm hại người thì không thể có, tâm phòng người thì không thể thiếu. Lại cũng có câu, quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy, cũng có đạo lý. Đề phòng những mối hiểm họa trong đời là điều hợp lẽ. Tất nhiên, cũng không thể vì thế mà đề phòng tất cả, trở nên đa nghi, dùng ánh mắt nghi hoặc mà đánh giá mọi người xung quanh. Trong thực tế, khi hành sự, cũng phải biết tính tới phương án dự phòng. Thua keo này ta bày keo khác, nhất định phải để lại cho mình một đường lùi an toàn. 4. Ổn. Phàm là người, đối nhân xử thế, đều cần phải bước những bước thật ổn định, vững chắc. Không thể hành động sốc nổi, thiếu thực tế. Người ta bảo, làm người thì cần phải có chí tiến thủ. Nhưng ổn định vững vàng lại là nền tảng để tiến xa hơn. Muốn tiến càng xa, muốn bước lên nước thang cao hơn, thì nền móng càng phải vững chắc. 5. Biến. Cùng tất biến, biến tất thông, thông tất cửu. Đại ý rằng, đường cùng ắt có biến, biến hóa rồi sẽ thông, thông rồi sẽ vững bền. Thế giới thiên biến vạn hóa, vạn vật cũng không ngừng đổi thay. Sự tuần hoàn trong cuộc sống chẳng bao giờ ngừng lại. Cuộc sống mà không có biến động, đổi rời thì chỉ là sống mòn mà thôi. Vậy nên sống trên đời, cốt bởi tùy duyên, cưỡng cầu nghịch lý, ắt gặp phải bão táp chông gai. 6. Kiềm. Ở đây là nói tới sự kiềm chế những ham muốn dục vọng, tránh cho bản thân rơi vào hố sâu xa ngã. Trong cuộc sống, có những ham muốn cám dỗ tựa như liều thuốc độc, khiến người ta chìm đắm, lạc lối trong vô thức. Thế nên, ai cưỡng lại được cám dỗ, người đó có thể làm chủ cuộc đời mình. 7. Thoái. Phàm là người, việc gì cũng cần trở lại cho mình một con đường thoái lui. Có câu, giúp người con đường sống cũng là giúp mình con đường lui. Làm người không thể tuyệt tình, làm việc cũng không nên tuyệt hậu, càng không thể ép người quá đáng. Lập thân sự thế, giúp người cũng chính là cách bảo vệ mình tốt nhất. Kỳ thực cuộc sống cũng như là một tấm gương phản chiếu. Chúng ta dùng tâm thái nào để nhìn đời,
thì đời cũng trả lại cho chúng ta y như vậy. Cuộc sống phức tạp hay giản đơn, dòng đời có dị ngọt hay cay đắng, tất cả đều phụ thuộc ở chính mình. Muốn thay đổi thế giới thì trước tiên hãy thay đổi bản thân. Ở đời, sống thông minh vốn không khó. Cái khó là làm một người thiện lương, bởi thiện lương là lựa chọn, còn thông minh là thiên bẩm. Làm người, chỉ cần sống thiện lương, trời cao, ắt có an bài tốt đẹp nhất. Như Nguyễn Du đã từng viết trong truyện Kiều: ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Triết lý của cuộc đời, ai lĩnh ngộ được sẽ hiểu được hạnh phúc. Kính thưa quý vị, hạnh phúc nào ở đâu xa vời, chỉ ngay cạnh đây thôi. Con người vốn dĩ không hạnh phúc là do không biết trân trọng. Câu chuyện thứ nhất, bầu trời và chiếc lá. Đạo trưởng hỏi đồ đệ: con xem bầu trời kia có lớn hay không? Đệ tử trả lời: dạ thưa thầy, lớn ạ. Đạo trưởng hỏi tiếp: thế lá cây kia có lớn hay không? Đệ tử trả lời: dạ thưa thầy, lá cây thì nhỏ ạ. Đạo trưởng nói: vậy bầu trời kia có thể che đi tầm nhìn của một người hay không? Đệ tử lắc đầu: không thể nào xảy ra chuyện đó. Đạo trưởng nói tiếp: vậy lá cây kia có thể che đi tầm nhìn của một người hay không? Đệ tử gật đầu: chuyện này thì có thể. Bài học rút ra: trong cuộc sống, thứ khiến cho ta mù quáng và lạc lối đôi khi lại nhỏ bé vô cùng. Vì vậy, làm việc gì cũng phải chu toàn và cẩn trọng. Câu chuyện thứ hai, cái gì quý nhất? Rất lâu trước kia, một thầy đồ hỏi nho sinh nhỏ tuổi nhất của mình: theo con, thứ gì trên thế gian này là chân quý nhất? Đệ tử mê ngô đáp: có hai thứ, chính là thứ đã mất đi và thứ không có được. Rất lâu sau này khi gặp lại, người thầy đồ giờ đây tóc đã bạc trắng hỏi lại người nho sinh năm xưa: theo con, thứ gì trên thế gian này là chân quý nhất? Người nho sinh năm xưa giờ đây đã trưởng thành, trầm ngâm đáp lại: thứ đáng chân quý nhất trên thế gian này không gì bằng thứ ta đang có. Bài học rút ra: thứ đã mất đi là phù du, thứ không có được chỉ là giấc mộng. Chỉ có thứ đang giữ chắc trong tay mới có thể khiến chúng ta thực sự hạnh phúc. Câu chuyện thứ ba, một chuyến đi. Có hai đoàn khách Đài Loan nọ tới bán đảo Izu của Nhật Bản để du lịch. Thế nhưng oái âm thay, đường đi vô cùng xấu, đầu đầu cũng là ổ gà. Một hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách đầu tiên luôn nhấn mạnh rằng con đường này rất xóc. Trong khi đó, hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách còn lại vô cùng lạc quan: hiện chúng ta đang ở trên đại lộ đúng đồng tiền quyến rũ nổi tiếng của đảo Izu. Bài học rút ra: cùng một hoàn cảnh, suy nghĩ khác nhau sẽ tạo ra những tâm thái và cuộc đời khác nhau.